Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát. Và laptop Asus luôn được người dùng ưa chuộng và quan tâm bởi thiết kế đẹp cùng chất lượng tốt. Và ở đây thì mình đang có một mẫu laptop gaming siêu mới đến từ Asus TUF Gaming A15 phiên bản 2022, thực sự tỏa sáng với combo Ryzen 7 6800H và đồ họa RTX 30504GB, màn hình rộng 15.6 inch và tần số quét 144Hz. Và quan trọng nhất là mức giá cực kỳ ngon, chỉ hơn 23 triệu đồng, chắc chắn sẽ là một lựa chọn lý tưởng của nhiều đối tượng. Và giờ hãy cùng mình khám phá chiếc laptop thú vị này nhé. Vẫn là một thiết kế quen thuộc của dòng TUF, A15 phiên bản 2022 sở hữu vẻ bề ngoài cực kỳ mạnh mẽ và đậm chất gaming. Sự thay đổi ngoại hình lớn nhất chắc chắn phải kể đến mặt lưng của chiếc máy này, được hoàn thiện bằng hợp kim nhôm chắc chắn. Nổi bật bên góc phải là logo TUF Gaming có kích thước lớn, cùng với những đường kẻ sọc sắc nét tạo nên sự mạnh mẽ, cá tính cho game thủ, bao trùm toàn bộ máy là màu xám hiện đại trẻ trung. TUF A15 thì được làm từ chất liệu nhựa cứng cáp, đem đến một trọng lượng máy không quá nặng, hơn 2kg so với một chiếc laptop có kích thước màn hình là 15.6 inch. Khung máy thì được hoàn thiện cực kỳ chắc chắn, và theo nhà sản xuất thì máy sẽ có kích thước tổng thể nhỏ hơn 4,5% so với các phiên bản cũ. Và có thể thấy thì Asus TUF A15 đã bắt kịp xu hướng laptop gaming gọn nhẹ hiện nay. Và ngoài ra thì A15 đạt độ bền chuẩn quân đội, đảm bảo máy có khả năng vận hành trong các thời tiết khắc nghiệt cũng như là khi xảy ra va chạm vừa phải. Và độ bền của chiếc laptop này đã được Asus đẩy tới giới hạn để đảm bảo tốt nhất cho game thủ. Và bên cạnh thiết kế thì hiệu năng của A15 phiên bản năm nay có nhiều cải tiến mạnh mẽ, với CPU đến từ đội đỏ AMD Ryzen 7 6800H tiết kiệm điện năng. Ngoài ra còn được trang bị RAM DDR5 tốc độ cao với dung lượng là 8GB và vẫn còn khe để nâng cấp tối đa 32GB, ổ cứng SSD với 512GB. Và theo mình thấy thì đây là một cấu hình hoàn toàn mới, và với thông số trên sẽ đảm bảo cho chiếc máy của các bạn tối ưu khi xử lý đa nhiệm và đáp ứng cơ bản các tác vụ render, chỉnh sửa hình ảnh đơn giản hay chơi game giải trí, đặc biệt là với những tựa game FPS. Và bổ sung thêm sức mạnh cho chiếc máy này chính là RTX 30504GB kết hợp với công nghệ Mud-Squish, đem đến hiệu năng ổn định, giảm độ trễ, hạn chế tình trạng giật lag hay xé hình. Tuy nhiên, với một số tựa game offline để có thể trải nghiệm tốt nhất thì các bạn nên tối ưu lại thiết lập setting để đảm bảo trải nghiệm game mượt mà. Và để cấu hình trên được hoạt động hiệu quả thì cần phải có hệ thống tản nhiệt mạnh mẽ. Và ở đây thì TUF A15 thì được trang bị hai quạt tản nhiệt độc lập Airflow chuyên dụng để làm mát cho CPU và VGA riêng biệt, kết hợp với 4 khe thoát nhiệt và 5 ống tản nhiệt, đảm bảo cho nhiệt độ của máy luôn mát mẻ ngay cả khi chơi những tựa game nặng nhất. Và một chiếc laptop gaming thì cần có một chiếc màn hình để chơi game. Và ở đây thì A15 thì được trang bị màn hình Full HD với kích thước 15.6 inch, được bao trọn bởi các cạnh viền siêu mỏng chỉ 6.5mm, đem đến không gian hiển thị rộng rãi và sắc nét hơn nhiều so với các phiên bản cũ. Cạnh trên thì được trang bị webcam thuận tiện cho học tập và làm việc trực tuyến. Thêm vào đó, các bạn sẽ có màn hình được trang bị tấm nền IPS với tần số quét là 144Hz, kết hợp công nghệ Adaptive Sync giúp giảm độ trễ, giảm thiểu giật hình và loại bỏ hiện tượng xé hình trong khi chơi game. Tuy nhiên thì nếu anh em muốn làm đồ họa chuyên nghiệp thì nên cân nhắc, vì màn hình chỉ có độ sáng là 250 nits, 45% NTSC và 63% sRGB mà thôi. Và tiếp đến phía dưới là phần bàn phím, thì TUF Gaming A15 vẫn được trang bị bàn phím full size, có bàn phím số phụ tiện lợi cho những ai làm công việc nhập liệu, hành trình phím sâu, độ nảy tốt giúp thao tác chiến game thoải mái,
Đặc biệt còn được trang bị thêm LED RGB dễ dàng điều khiển và cụm phím WASD thì được thiết kế trong suốt nổi bật. Và bên cạnh đó thì phần top bar cũng được cải tiến lớn hơn 26% so với bản TUF cũ, cho phép các bạn dễ dàng thao tác hơn. Ngoài ra thì A15 còn được trang bị hệ thống đèn báo 4 chiều được tích hợp trong bàn phím, cho phép theo dõi nhanh thông tin hệ thống. Và ở đây thì TUF Gaming A15 được trang bị hệ thống cổng kết nối khá đầy đủ, bao gồm hai cổng USB Type-C, một cổng USB Type-A, một cổng mạng LAN RJ45, một cổng HDMI và một jack cắm tai nghe âm thanh, thuận tiện kết nối với các thiết bị ngoại vi. Và tổng kết lại, nếu các bạn đang mong muốn tìm một chiếc laptop gaming gọn nhẹ, siêu bền chắc chắn, có thể đáp ứng được tốt nhu cầu chơi game thì đừng bỏ qua TUF Gaming A15 nhé. Và cuối cùng thì link sản phẩm mình sẽ để ở dưới phần mô tả để các bạn có thể click vào. Hẹn gặp mọi người trong những video sau.